Đây là một trong những câu hỏi mà Anh ngữ Ms Hoa hay gặp hàng ngày. Số 2 thì sao? Số 3. Như các bạn có thể thấy, điểm chung của tất cả các câu hỏi đó chính là các bạn đều có ý thức tự học ở nhà. Tuy nhiên, các bạn học chưa có định hướng, chưa có lộ trình rõ ràng, cụ thể, từ đó gây mất thời gian và dễ nản bỏ cuộc giữa chừng. Vậy thì đừng lo lắng, Anh ngữ Ms Hoa ngày hôm nay sẽ giúp các bạn giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề tự học. Và đây sẽ là video lộ trình hướng dẫn tự học từ 0 đến 900 TOEIC. Mình là Thanh Phạm, người có kinh nghiệm giảng dạy và tự học TOEIC từ con số 0 lên 980. Không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi. Đầu tiên, các bạn hãy tưởng tượng quá trình chúng ta tự học TOEIC từ 0 lên 900 như là mình đang xây một ngôi nhà vậy. Với nền móng chính là 3 yếu tố: từ vựng, ngữ pháp, phát âm. Các cột nhà của chúng ta chính là 4 kỹ năng: listening, reading, speaking và writing. Và mái nhà của chúng ta chắc chắn là mục tiêu mà các bạn muốn vươn tới, đó là con số điểm 900 TOEIC. Vậy, để một ngôi nhà cao, vững chắc thì theo các bạn chúng ta cần xây dựng yếu tố nào đầu tiên? Chắc chắn rồi, đó chính là nền tảng tiếng Anh, từ vựng, ngữ pháp và phát âm. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào giai đoạn đầu tiên, xây gốc nền tảng từ 0 đến 300 điểm TOEIC mất 1,5 tháng. Điều đầu tiên mà mình muốn các bạn làm đó chính là hãy xây dựng cho bản thân một thói quen tự học hàng ngày. Hãy thức dậy sớm 30 phút mỗi sáng để luyện nghe tiếng Anh. Hãy ngồi vào bàn học, tập trung tối đa, ít nhất 1 tiếng mỗi ngày. Mình muốn các bạn chúng ta cam kết và có trách nhiệm với bản thân, kiên trì với kế hoạch mà các bạn đã đặt ra. Sau khi đã xác định được tinh thần tự học rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước vào yếu tố đầu tiên, đó chính là về ngữ pháp. Các bạn hãy xác định giúp mình câu này nhé. Các bạn ơi, mình đã chọn được đáp án chính xác hay chưa? Đáp án chính xác của chúng ta chính là đáp án A. Hardly could she say a word when her son came back. Khi chúng ta dịch sang tiếng Việt, nó sẽ có nghĩa là nghẹn ngào không nói nên lời khi con trai của cô ấy trở lại. Vậy theo các bạn, câu dịch vừa rồi các bạn có cảm thấy văn thơ hay không? Có cảm thấy nó học thuật hay không nào? Yes or no? Yes, quả đúng chính xác như vậy. Phần ngữ pháp đảo ngữ chính là một trong những phần ngữ pháp mang tính học thuật rất cao và thậm chí nó mang tính văn chương và sẽ không được sử dụng trong đề thi TOEIC quá nhiều. Vậy khi gặp phần ngữ pháp đảo ngữ thì chúng ta sẽ cân nhắc việc học nhé, nhất là trong những giai đoạn ban đầu như thế này. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Các bạn hãy tương tự chọn cho mình đáp án chính xác nhé. Và mình tin rằng tất cả các bạn chúng ta đều chọn đáp án A, has worked. Vì sao? Vì đây chính là ngữ pháp của thì hiện tại hoàn thành, diễn tả một sự việc đã xảy ra trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại. Cũng như công việc của anh ấy vậy, anh ấy đã làm trước đây và bây giờ anh ấy vẫn đang làm, đã gần được 25 năm rồi. Và các bạn đồng ý với mình là phần ngữ pháp này có quen thuộc, thân thuộc với đời sống của chúng ta hay không? Yes or no? Yes, chính xác. Đây là phần ngữ pháp chúng ta chắc chắn sẽ sử dụng khi mà chúng ta muốn giới thiệu về bản thân hay là ở trong những đoạn hội thoại xin việc chẳng hạn. Vậy từ hai ví dụ vừa rồi, mình đúc kết ra được một kinh nghiệm mà mình luôn nói với các bạn học viên ở Anh ngữ Ms Hoa, đó là chúng ta sẽ học những gì đề thi ra chứ không học những gì tất cả tiếng Anh có. Và đặc biệt, chúng ta đang ở giai đoạn 1, giai đoạn xây dựng nền tảng với mảng ngữ pháp cơ bản, thì chúng ta hãy học có chắt lọc. Chúng ta sẽ không học những dạng ngữ pháp nâng cao như đảo ngữ, câu điều kiện loại mix, mà chúng ta hãy tập trung giúp mình 6 thì cơ bản như sau. Bao gồm 3 thì đơn, hiện tại đơn, quá khứ đơn, tương lai đơn, 2 thì tiếp diễn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, và cuối cùng một thì hoàn thành, đó chính là thì hiện tại hoàn thành. Ngoài ra còn các chủ điểm cơ bản như subject and verb agreement, hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ, gerund and to infinitive, verb into verb, các loại từ trong câu, adjectives, adverbs, noun, pronoun and so on. Và bên cạnh đó là những cuốn sách mà mình sẽ recommend cho các bạn. Cuốn đầu tiên đó chính là Grammar in Use Level Beginner với các chủ đề ở trên. Cuốn thứ hai, 30 ngày chuyên đề ngữ pháp trong bộ sách siêu tốc. Yếu tố thứ hai của chúng ta trong quá trình xây dựng nền tảng đó chính là từ vựng. Vậy thì các bạn cũng tương tự hãy làm giúp mình câu này. Chúng ta hãy chọn deliver a speech or transfer a speech. Mình tin rằng chắc chắn sẽ có bạn nhầm câu này, tại vì khi dịch ra thì chúng ta có thể thấy deliver hay transfer thì đều có nghĩa trong tiếng Việt là chuyển hay dịch chuyển. Tuy nhiên, khi chúng ta đi với cụm a speech là một đoạn nói thì deliver mới là đáp án chính xác. Vậy deliver speech có nghĩa là đưa ra một đoạn nói. Từ đó mình rút ra được một kinh nghiệm, đó là khi học tiếng Anh thì các bạn hãy học theo cụm theo collocations mà nó đi theo. Vì chỉ có collocation thì nó mới đúng nghĩa và sẽ xuất hiện nhiều trong đề thi TOEIC mà thôi. Tiếp theo, các bạn hãy giúp mình áp dụng công nghệ trong quá trình học tập, đó chính là sử dụng app Quizlet. Sau đó hãy search 3.000 từ vựng thông dụng nhất trong tiếng Anh, học thuộc giúp mình 3.000 từ vựng đó. Và điểm đặc biệt của app Quizlet đó chính là sẽ tích hợp rất nhiều nền tảng chơi game, học từ vựng, flashcard vào một. Từ đó thì sẽ giúp cho việc học của chúng ta dễ dàng hơn. Tiếp theo, các bạn có thể sử dụng app Quizzy hay Kahoot cùng với bạn của mình để học tập. Đây chính là app giúp các bạn chúng ta ganh đua, tìm ra được người thắng cuộc sau mỗi cuộc chơi và từ đó thì tăng cảm hứng học tập lên rất nhiều. Một lưu ý trong quá trình học từ vựng đó chính là tần suất chúng ta gặp từ vựng càng nhiều thì chúng ta sẽ nhớ càng lâu. Vậy thì bất kỳ lúc nào các bạn rảnh, các bạn hãy mở app ra để học từ vựng giúp mình. Học qua flashcard, học qua chơi game, học qua đọc báo ở trên app đó. Đừng chỉ add vào xong để đó nhé. Và phương pháp này mình gọi là spaced repetition, ghi nhớ có ngắt quãng, và từ đó sẽ giúp cho bản thân chúng ta học từ vựng nhớ rất lâu và đưa toàn bộ những từ mới đó vào vùng trí nhớ lâu dài của chúng ta. Và yếu tố cuối cùng, phát âm. Hãy học ngay giúp mình bảng phát âm IPA, International Phonetic Alphabet. Trong tiếng Anh thì sẽ có rất nhiều âm mà trong tiếng Việt của chúng ta không có. Vậy thì bắt buộc chúng ta phải học bảng phát âm IPA. Nhờ có phát âm chuẩn IPA, chắc chắn là kỹ năng nói và kỹ năng nghe của các bạn sẽ cải thiện đó. Có rất nhiều nguồn để các bạn có thể học phát âm chuẩn 44 âm IPA miễn phí trên YouTube như Rachel English hay Ms Hoa Giao Tiếp. Và phần cuối cùng của giai đoạn 1, xây gốc nền tảng, đó chính là cải thiện kỹ năng nghe. Lời khuyên của mình dành cho những bạn mới bắt đầu là chúng ta hãy lựa chọn những file nghe, nội dung ngắn từ 1 đến 2 phút, có tiếp script và các bạn hiểu được khoảng từ 60 đến 70% nội dung đó. Mình sẽ recommend cho các bạn một số nguồn nghe mà mình đã học từ hồi mới bắt đầu. Đó chính là phần Listen a Minute, đoạn hội thoại cực kỳ ngắn, có tiếp script. Và chắc chắn rồi, phần từ vựng ở đây cũng khá đơn giản để các bạn học theo. Tiếp theo là trang YouTube TEDx, các bạn có thể tìm hiểu về mọi thứ ở trên thế giới này liên quan đến khoa học, lịch sử hay địa lý ở trên trang TEDx này. Có nguồn nghe rồi, vậy điều quan trọng là chúng ta học nó như thế nào. Và sau đây sẽ là phương pháp luyện nghe của mình theo 4 bước như sau. Lần 1, nghe không nhìn để cảm nhận xem khả năng của bản thân mình đang tới đâu. Lần 2, nghe và nhìn để hiểu được nội dung, tra từ và biến nó trở thành quen thuộc. Lần 3, tiếp tục nghe, không nhìn test script và chép chính tả. Đây chính là lúc chúng ta ngấm được phần nội dung mà các bạn đã vừa tra và biến tất cả những kiến thức đó trở thành của bản thân. Và lần 4, nghe và đọc theo, hay chúng ta còn gọi là kỹ năng shadowing để cải thiện kỹ năng speaking. Mình tin chắc rằng với 30 phút mỗi ngày áp dụng phương pháp này thì chỉ sau 1 tháng đến 1 tháng rưỡi thôi, khả năng nghe của các bạn sẽ cải thiện lên rất nhiều. Chúng ta sẽ cùng nhau bước đến với giai đoạn 2, Get to know TOEIC, làm quen với đề thi với mục tiêu từ 350 điểm lên 550 điểm trong vòng 2 tháng. Sau khi thu nạp được tất cả những kiến thức nền tảng trong giai đoạn 1 thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào làm bài thi TOEIC kỹ càng hơn. Và sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn cấu trúc đề thi TOEIC. Đề thi TOEIC bao gồm 7 phần, trong đó có 4 phần của listening và 3 phần của kỹ năng reading. Phần tên gọi hay nội dung chi tiết của từng part thì mình đã để ở phần nội dung chi tiết của bài viết. Các bạn hãy click vào link để tham khảo nhé. Như một thói quen làm đề thi TOEIC Part 5 thì việc đầu tiên các bạn phải nhìn ngay vào 4 đáp án để phân loại câu hỏi. Bây giờ các bạn hãy nhìn vào đề bài để phân tích câu giúp mình nhé. Dễ dàng chúng ta nhận thấy rằng câu đã có động từ chính to be ở đây mà vẫn bắt chia động từ. Suy ra đây là một dạng ngữ pháp rất điển hình trong bài thi TOEIC, đó chính là rút gọn mệnh đề quan hệ mọi người ạ. Từ đó dễ dàng chúng ta chọn được đáp án D, scheduled, là viết tắt của which will be scheduled. Và ngữ pháp mệnh đề quan hệ rút gọn cũng sẽ là một trong những mảng ngữ pháp nâng cao hơn mà các bạn sẽ phải học trong giai đoạn 2 này. Ngoài mệnh đề quan hệ rút gọn ra thì các bạn sẽ học thêm 4 thì mở rộng nâng cao hơn. Theo đó là câu đảo ngữ, liên từ, giới từ, câu điều kiện, vân vân. Mình sẽ recommend cho các bạn 2 cuốn sách, đó chính là TOEIC Preparation Vol 1, Vol 2 cực kỳ nổi tiếng của nhà xuất bản Hàn Quốc, một trong những cái nồi đào tạo của TOEIC. Học theo cuốn sách TOEIC Preparation này sẽ giúp chúng ta củng cố nền tảng kiến thức tiếng Anh và đào sâu hơn về đề thi TOEIC. Về phần từ vựng, ngoài những từ vựng mà các bạn giải đề và tổng hợp được vào trong app Quizlet thì các bạn hãy học thêm cho mình cuốn sách này nhé. Đó chính là cuốn sách 600 Essential Words for the TOEIC Test. Và trong đây sẽ xuất hiện những chủ điểm cực kỳ quen thuộc trong đời sống hàng ngày cũng như bài thi TOEIC của các bạn. Ví dụ như General Business, Office Issues, Purchase, and so on. Ngoài ra, chúng ta có thể tham khảo thêm cuốn sách 1.000 từ vựng hay xuất hiện trong đề thi TOEIC của anh Ngữ Ms Hoa nhé. Về kỹ năng nghe ở trong giai đoạn 2 này thì sao? Các bạn hãy học theo cuốn sách TOEIC Preparation nhé. Tại vì ở trong đây, tất cả những thói quen ra đề, các dạng đề thi, hướng dẫn cách học thì đều có xuất hiện ở trong cuốn sách này. Các bạn chỉ cần học theo và hãy nhớ là áp dụng phương pháp học nghe ngay từ giai đoạn 1, có 4 bước giúp mình nhé. Hãy cùng áp dụng 4 lần nghe đó vào trong Part 2 Question and Response ở trong đề thi TOEIC nhé. Mình sẽ có một đoạn hội thoại như sau. Các bạn hãy nghe và chọn đáp án chính xác. Number 30. Construction on our downtown office building is almost finished. A. The security guard can answer that. B. It'll be nice to have such a short commute. C. It was Jae Min who filed the construction permit. Và đáp án chính xác của chúng ta chính là đáp án B. It'll be nice to have such a short commute. Mục tiêu của chúng ta về kỹ năng nghe sau khi hoàn thành giai đoạn 2 này đó chính là phần Part 1 đúng tối thiểu 4 trên 6 câu, Part 2 tối thiểu 20 trên 25 và Part 3 đúng tối thiểu 25 trên 39 câu. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang giai đoạn 3 mang tên luyện đề chuyên sâu với mục tiêu từ 550 đến 750 điểm TOEIC kéo dài trong vòng 2 tháng. Về kỹ năng reading, bây giờ mình muốn các bạn tập trung nhiều hơn vào những phần khó như phần Part 6, Part 7 ở trong đề thi TOEIC. Và đặc biệt là phần thi Part 7, Reading Comprehension, đọc hiểu. Đây chính là một nỗi ám ảnh của các sĩ tử khi chúng ta tham dự kỳ thi TOEIC. Rất dài, rất khó và cực kỳ nhiều câu hỏi. Và sau đây sẽ là một số mẹo để các bạn làm đề thi TOEIC Part 7 dễ dàng hơn nhé. Bây giờ các bạn hãy cùng với mình làm một ví dụ trong đề thi TOEIC Part 7 trên màn hình nhé. Trong đó chúng ta có thể tìm đến dữ kiện trên đề bài, đó chính là Welcome all our recent hired employees, tức là chào đón tất cả các bạn nhân viên mới được thuê tuyển. Và khi diễn đạt lại thì chúng ta có đáp án B là To meet new staff members. Qua ví dụ vừa rồi thì chúng ta đã tìm ra được một kỹ thuật cực kỳ phổ biến trong đề thi TOEIC Part 7 mang tên Synonyms, từ đồng nghĩa, một trong 5 kỹ thuật paraphrasing chắc chắn sẽ gặp trong đề thi TOEIC. Ngoài ra còn 4 kỹ thuật nữa hay xuất hiện trong đề thi TOEIC Part 7, đó chính là số 2, kỹ thuật Antonyms dùng từ trái nghĩa, số 3, Passive and Active dùng câu bị động, số 4, Listing liệt kê và cuối cùng chính là dùng họ từ Word Family. Các bạn có thể tham khảo tất cả các kỹ thuật này trong cuốn sách Let's Quack Toy Part 7 của Anh ngữ Ms Hoa. Mình để link dưới đây nhé. Về phần listening, kỹ năng nghe, chúng ta vẫn giữ thói quen nghe và chữa đề hàng ngày như ở trong các giai đoạn 1, giai đoạn 2. Các bạn cần tập trung nhiều hơn nữa vào phần khó như phần Part 3, Part 4 ở trong đề thi TOEIC, đặc biệt là phần Part 4, Short Talks, tại vì ở đây sẽ khó hơn rất nhiều, sẽ chỉ có một giọng nói duy nhất. Và sau đây là một số bộ đề mà các bạn có thể bắt đầu làm luôn trong giai đoạn này. ETS 2020, ETS Summer, bộ YBM hay bộ SparkT. Tuy nhiên, những lưu ý giải đề như thế nào, chữa đề ra sao thì các bạn hãy cùng với mình tìm hiểu nó ở trong giai đoạn 4, giai đoạn mang tên Về đích, tăng 150 điểm trong 1,5 tháng. Một kim chỉ nam cho các bạn trong quá trình chữa đề, đó chính là giải đề là lúc chúng ta kiểm tra trình độ, chữa đề mới là lúc chúng ta thực sự tiến bộ. Nhiều bạn có chia sẻ với mình rằng em giải 20, 30 bộ đề nhưng điểm số vẫn như vậy, không hề cải thiện. Mình đã dễ dàng nhận ra được sai lầm mà các bạn mắc phải, cũng giống như mình trong những giai đoạn đầu tiên. Đó chính là chúng ta ham giải đề mà bỏ qua phần quan trọng nhất của việc giải đề, đó chính là chữa đề. Chỉ có khi chữa đề thực sự nghiêm túc và chi tiết thì các bạn mới có thể tìm được lỗi sai của bản thân, từ đó học hỏi và cải thiện được điểm số. Nếu các bạn chỉ chăm chăm vào việc giải đề, mắc đi mắc lại một lỗi sai cũ thì mình đánh giá đó là cách học không hiệu quả và thực sự là lãng phí đề đó các bạn ạ. Và sau đây là một số bộ đề các bạn có thể làm để đạt được con số 800 hay 900 cộng. Bộ đầu tiên, TOEIC Hacker 2020, quyển 3. Bộ Gym TOEIC Stimulation Test 2019. Các bạn ơi, vừa rồi chính là lộ trình tự học từ 0 đến 900 cộng TOEIC chỉ trong vòng từ 7 đến 8 tháng. Các bạn cảm thấy như thế nào? Lộ trình đó có chi tiết và dài hay không? Các bạn hãy comment, áp dụng và feedback cho Anh ngữ Ms Hoa nhé. Chúng mình luôn ở đây và sẵn sàng lắng nghe ý kiến của mọi người. Và mình tin rằng với sự kiên trì và quyết tâm ngay từ lúc đầu, chắc chắn các bạn sẽ đạt được kết quả mà các bạn mong muốn thôi. Đối với những bạn học viên mong muốn nhận được sự đồng hành và hỗ trợ từ đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm của Anh ngữ Ms Hoa thì các bạn có thể tham khảo lộ trình ngay sau đây. Tại Anh ngữ Ms Hoa, chúng tôi cam kết bằng văn bản các bạn sẽ đạt được điểm số 700 cộng TOEIC sau khi hoàn thành lộ trình tinh gọn vừa rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại với những video sớm nhất. Đừng quên like, follow fanpage của Anh ngữ Ms Hoa, subscribe kênh YouTube và follow TikTok nữa nhé. Bọn mình sẽ trở lại với những video mới nhất. Mình là Thanh Phạm và hẹn gặp lại. Anh ngữ Ms Hoa, đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam.